Theo Cục Chăn nuôi, năm 2022, tăng trưởng sản xuất của ngành chăn nuôi khoảng 5-6%, sản lượng thịt các loại ước đạt gần 7 triệu tấn. Trong đó, thịt heo là 4,3 triệu tấn, thịt gia cầm trên 2 triệu tấn. Năm 2023, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tăng trưởng từ 5,5-6%, tổng sản lượng thịt các loại đạt 7-7,5 triệu tấn, sản lượng trứng các loại khoảng trên 19 tỷ quả. Cục Chăn nuôi đang phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, bảo đảm an toàn sinh học và an toàn thực phẩm. Trong đó, chú trọng xây dựng, phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị sản phẩm, lấy doanh nghiệp làm yếu tố chủ đạo, hợp tác xã và tổ hợp tác là yếu tố kết nối nông dân.